trẻ con đi học, hai cha con bị ô tô tông tử vong. Tại tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai cha con tử vong. Khoảng 6 giờ sáng nay, ông Lý Xuân L ở xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đi xe máy chở theo con trai là cháu B, 12 tuổi đi học tại một trường cấp 2 ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Xe máy của ông Lý Xuân L đi trên quốc lộ 1A theo hướng nam bắc đến đoạn xã Bình Hiệp thì va chạm với một xe tải đi cùng chiều làm hai cha con ngã xuống đường. Đúng lúc đó, một xe container từ phía sau đã đâm vào hai cha con ông Lý Xuân L, làm hai cha con tử vong tại chỗ. Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ông Hồ Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, gia đình ông Lý Xuân L hoàn cảnh rất khó khăn. Ủy ban nhân dân xã đã cử các lực lượng đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự.